Xin chào các bạn, tôi là Đặng Trần Phục, founder của AZFIN Việt Nam. Hôm nay chúng tôi chia sẻ với quý vị và các bạn một cơ hội đầu tư, đó là cổ phiếu FPT. Và theo AZFIN Việt Nam, FPT là một cổ phiếu không thể thiếu trong cái danh mục của chúng ta trong cái giai đoạn 2018 đến 2023. Vậy cơ sở nào chúng tôi cho rằng cổ phiếu FPT là một cổ phiếu tiềm năng cho đầu tư dài hạn? Đó là bốn cơ sở sau. Cơ sở thứ nhất đó là FPT hoạt động trong một cái ngành có cái mục tăng trưởng rất là cao, rất tốt. Cụ thể như sau, về lĩnh vực công nghệ thông tin thì hiện nay là đang trong thời kỳ cách mạng 4.0 cũng như là chuyển đổi số là tất yếu. Do đó, cái nhu cầu về các cái sản phẩm công nghệ thông tin thì lớn hơn cung rất nhiều. Điều này tạo điều kiện cho FPT có thể phát triển rất là cao. Thực tế cho thấy 9 tháng đầu năm 2019 thì FPT đã có cái sự tăng trưởng lợi nhuận sau thuế ở lĩnh vực công nghệ thông tin này lên đến 40%. Thứ hai là về cái mảng viễn thông thì đây cũng là một trong những mảng rất là thiết yếu đối với cách mạng 4.0 cũng như chuyển đổi số. Ở Việt Nam thì có tốc độ cũng khá là cao, khoảng 7-8% một năm, và với riêng FPT thì họ có được cái tốc độ tăng trưởng khoảng độ 12-15% một năm trong vài năm tới. Và thứ ba là giáo dục, thì đây là một mắt xích rất quan trọng trong cái hệ sinh thái của FPT. Thì mảng giáo dục này trong 9 tháng đầu năm thì FPT đã tuyển sinh được tổng cộng có tới 47.000 học sinh, sinh viên theo học tại FPT, thì đây là một con số rất lớn. Nó tương đương với các cái trường đại học thuộc dạng lớn nhất ở Việt Nam như Đại học Công nghiệp chẳng hạn hay Đại học Quốc gia Hà Nội. Thì mảng giáo dục này góp phần không những tạo ra được cái lợi nhuận cho tập đoàn FPT mà nó còn góp phần cung cấp cái nguồn nhân lực vô cùng quan trọng trong cái lĩnh vực phần mềm cho FPT hàng năm, lên đến 40-50% nhu cầu cho cái mảng FPT software. Và thứ tư là FPT còn sở hữu các cái khoản đầu tư tiềm ẩn lợi nhuận khác, và nổi bật nhất trong các cái khoản đầu tư đó chính là 8,68% cổ phần tại cái ngân hàng Tiên Phong. Thì đây là một ngân hàng trẻ và năng động và đang phát triển rất là mạnh. Theo ước tính của chúng tôi thì Tiên Phong hoàn toàn có thể đạt được khoảng 2.400 tỷ lợi nhuận sau thuế năm 2019, và 2020 thậm chí có thể đạt hơn 3.000 tỷ lợi nhuận sau thuế. Như vậy, riêng cái phần lợi ích của FPT tại Tiên Phong Bank thì 2019 đã đạt trên 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, do FPT sở hữu Tiên Phong Bank dưới 20%, cho nên họ không được ghi cái lợi nhuận đó ở trong bảng báo cáo kết quả kinh doanh, mà họ chỉ ghi nhận khi mà Tiên Phong Bank có trả cổ tức. Nhưng hiện nay thì Tiên Phong Bank chưa có dấu hiệu trả các cổ tức bằng tiền nhiều. Chính vì thế cho nên là đây là một khoản tiềm ẩn mang lại lợi nhuận trên 200 tỷ cho FPT một năm mà chúng ta chưa nhìn thấy và chưa tính toán vào cái kết quả kinh doanh cuối cùng. Bên cạnh đó thì cái việc cổ phiếu Tiên Phong cũng có giá tăng rất là tốt so với cái giá vốn đầu tư ghi sổ của FPT. Chính vì thế nếu FPT có thoái vốn cái Tiên Phong Bank này thì hứa hẹn cũng mang lại cả ngàn tỷ lợi nhuận đột biến cho công ty. Và cái cơ sở thứ hai chúng tôi cho rằng là đầu tư FPT không thể thiếu, đó chính là yếu tố quản trị và lãnh đạo của FPT rất tài năng. Thông qua cái việc thứ nhất là lãnh đạo của FPT không những tài năng mà còn rất nhiều các cái kinh nghiệm, và có sự giao thoa kết hợp giữa người cũ và người mới. Cụ thể ở đây là hội đồng quản trị thì vẫn được điều hành bởi bác Trương Văn Bình, bác Ngọc. Tuy nhiên là ban giám đốc thì đã có sự thay đổi trẻ hóa với những người đầy năng lượng như là anh Khoa chẳng hạn. Không như giai đoạn 2012-13 khi anh Trương Đình Anh thay thế anh Nguyễn Thành Nam lên làm CEO thì gần như là có một sự đảo lộn hoàn toàn. Thì rút kinh nghiệm bởi cái sự không thành công này, trong năm 2019 thì khi anh Khoa lên thay thế bác Học chẳng hạn thì họ đã có cái sự chuẩn bị rất kỹ từ trước rồi. Tức là anh Khoa trước đó đã được đi lưu chuyển qua các bộ phận khắp công ty để thứ nhất là tạo các cái mối quan hệ tốt đẹp, thứ hai là anh Khoa cũng là một người có cái tính trẻ thay đổi nhưng mà thay đổi một cách vừa phải, từ từ làm cho văn hóa FPT nó không bị sốc, từ đó giúp cho FPT phát triển một cách bền vững hơn. Tiếp theo, cái văn hóa doanh nghiệp của FPT thì được coi là một trong những công ty có văn hóa mạnh nhất Việt Nam, và thực tế cho thấy đây chính là một cái cây được các cái giảng viên của các trường đại học lớn đưa ra làm ví dụ cho các sinh viên ngành quản trị kinh doanh của họ. Và thứ ba, trong cái yếu tố quản trị lãnh đạo này, ban lãnh đạo của FPT cũng như là những cái thành viên cốt cán họ rất nổi tiếng với sự tâm huyết và cống hiến hết mình. Cụ thể ví dụ như là bác Trương Gia Bình hay bác Ngọc chẳng hạn, tuy đã tuổi đã
ngoài 60 rồi lên đến 6 năm rồi, nhưng mà các bác này vẫn rất là tâm huyết với công việc, làm việc hết mình. Bác Bình thì liên tục tham gia các cái chuyến công tác của các cái đoàn lãnh đạo Việt Nam đi ra nước ngoài, cũng như tham gia rất là nhiều các cái forum về diễn đàn kinh tế ở trên thế giới. Từ đó kết nối với các cái doanh nghiệp hàng đầu, xây dựng các mối quan hệ tốt cho FPT, và cuối cùng là đưa được các cái hợp đồng trị giá hàng chục triệu, thậm chí bây giờ có hợp đồng hàng trăm triệu đô la về cho FPT. Ngoài ra thì cái đội ngũ trẻ của FPT cũng nổi tiếng với những cái phong cách là làm hết mình và chơi hết sức. Họ cống hiến hết mình cho FPT, và điều này đã làm nên cái văn hóa mạnh của FPT như vậy. Và từ những cái cơ sở này, họ đã đưa FPT vượt qua rất nhiều các cái sóng to bão lớn, và hiện nay đã trở thành cái công ty công nghệ ở Việt Nam lớn nhất Việt Nam, và gấp 10 lần cái đối thủ đứng thứ hai của mình. Và yếu tố thứ ba chúng tôi cho rằng là cái cơ sở rất quan trọng để đầu tư cổ phiếu FPT, đó là lợi thế cạnh tranh mạnh, bền vững và lâu dài trên các cái cơ sở sau. Thứ nhất là lợi thế về thương hiệu mạnh, thì chính vì FPT đã không ngừng thúc đẩy mình tạo dựng thương hiệu tốt cho mình, do đó là họ đã là cái doanh nghiệp có thương hiệu mạnh nhất Việt Nam cũng như là mạnh nhất cả Đông Nam Á về cái lĩnh vực công nghệ thông tin này. Chính vì thế cho nên là các cái hợp đồng họ ký thì cũng thường có cái giá trị cao hơn, làm việc được với những cái đối tác lớn hơn. Cụ thể FPT đã có hơn 100 khách hàng nằm trong top Fortune 500, tức là 500 doanh nghiệp lớn nhất đấy ạ. Vì thế cho nên hợp đồng của họ tính đến hết tháng 9 này đã có những hợp đồng lên đến 100 triệu đô rồi, rất là khủng khiếp ạ. Và cái yếu tố lợi thế cạnh tranh thứ hai đó là FPT đang tận dụng được cái lợi thế nguồn nhân lực quốc gia của Việt Nam. Vì sao tôi lại nói vậy? Bởi vì thứ nhất là về cái độ tuổi, người dân Việt Nam đâu đó chỉ khoảng 31 tuổi, đây là một lứa tuổi trung bình rất là trẻ ở trên thế giới. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc đào tạo, dựng lên các cái đội ngũ về nhân viên về công nghệ thông tin, về coder, vân vân và vân vân. Tiếp theo đó là cái nền tảng học toán rất nhiều ở Việt Nam, và người Việt Nam thường học toán khá là giỏi. Do đó đây cũng chính là một trong những cái yếu tố nền tảng để có thể tạo ra những cái kỹ sư công nghệ thông tin, các cái coder có chất lượng. Và thứ ba đó là chính sách của chính phủ rất khuyến khích phát triển về cách mạng công nghệ 4.0, rồi là về đào tạo về công nhân lực công nghệ thông tin, thường xuyên có các cái chương trình chính sách hỗ trợ rất là tốt, khuyến khích các cái trường mở các cái khoa chuyên ngành về đào tạo công nghệ thông tin. Bởi vậy cho nên ở Việt Nam hiện nay có, theo tôi thống kê, có không dưới 50 trường đại học có các cái chuyên ngành đào tạo về công nghệ thông tin, và đây trở thành một cái khoa phổ thông nhất và đào tạo được nhiều nhất nhân sự cho đất nước. Và cái phần thứ ba trong cái cơ sở lợi thế cạnh tranh đó chính là cái FPT sở hữu cho mình một cái hệ sinh thái tuyệt vời. Ở đây là FPT Shop One. Với cả trường đại học FPT thì có sự hỗ trợ nhau vô cùng tốt. FPT Software thì cung cấp giảng viên, cung cấp giáo trình, cung cấp các cái nơi thực hành cho trường đại học FPT. Và ngược lại, đại học FPT dựa vào cái cơ sở đó tuyển sinh và đào tạo, từ đó cung cấp cái nhân lực cho FPT Software. Và thực tế cho thấy là khoảng 40-50% cái nhân viên công nghệ thông tin của FPT Software hàng năm tuyển dụng là từ cái trường đại học FPT này. Bởi vậy cho nên hai cái lĩnh vực này cùng nhau phát triển rất mạnh. Thì ở Việt Nam, các cái mảng về đại học tư thục hay là đại học của tư nhân thì không hề phát triển. Tuy nhiên FPT là một trường hợp điển hình như thế. Họ đã thu hút được tổng cộng hiện nay là lên đến 47.000 học sinh, sinh viên đến tháng 9 năm 2019. Điều này cho thấy là quy mô của họ đã lớn hơn cả các cái trường đại học hàng đầu của Việt Nam. Đó, thì đây là một cái điển hình thành công của cái hệ sinh thái. Rồi tiếp theo là FPT Software và công ty tích hợp hệ thống IS. Thì trong cái quá trình cách mạng công nghiệp 4.0 và cái việc chuyển đổi số thì hai cái mảng này thì không thể tách rời nhau. FPT Software thì tạo ra các cái phần mềm, rồi là tạo ra các cái chương trình ERP vân vân và vân vân. Còn FPT hệ thống thì họ sẽ góp phần đưa cái đó vào doanh nghiệp một cách tốt hơn. Thì hai cái này nó hợp tác với nhau rất chặt chẽ, tạo lên một cái giá trị riêng biệt cho FPT. Ngoài ra thì FPT Software và FPT Telecom thì cũng có cái sự tương tác hỗ trợ nhau rất tốt
nhìn qua thì cứ tưởng không, nhưng mà thực tế là hai bên này họ cũng tương tác trao đổi nhau về từ khách hàng bán chéo cũng như là rất là nhiều vấn đề hỗ trợ nhau nữa. Thì trên đây là ba cái lợi thế cạnh tranh rất mạnh chỉ có FPT có ở Việt Nam. Và tiếp theo, cái cơ sở thứ tư chúng tôi cho rằng cổ phiếu FPT không thể thiếu trong danh mục, đó chính là định giá cổ phiếu này đang rất hấp dẫn. Tôi có thể tóm gọn rằng cổ phiếu FPT là một cổ phiếu tăng trưởng mạnh, nhưng mà được định giá với mức của một cổ phiếu bình thường, thì đây là một cổ phiếu có cái tốc độ tăng trưởng hàng năm từ năm 2019 đến năm 2023-2024 có thể đạt từ 18-23, thậm chí cao hơn mỗi năm. Trong khi đó, cái cổ tức của họ lại vẫn trả được 4-5% trên cái thị giá của họ, và PE của họ tính đến hết 2019, forward cho hết 2019 chỉ đâu đó khoảng 11 lần. Thì đây là một mức định giá cực kỳ hấp dẫn đối với một cổ phiếu tăng trưởng. Trên đây là tôi đã giới thiệu với quý nhà đầu tư về cổ phiếu FPT. Xin chào và hẹn gặp lại.